Các bạn có nhu cầu liên hệ chim cảnh đất Việt nhé. Số điện thoại 0944 11 4410. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào tất cả các bạn. Con này điện nó mới về chưa được căng lắm. Khá là hot, rất là tốt và khá thuần rồi. Đấy, các bạn yên tâm nhé. Về chăm thêm là ok.